Từ sáng sớm ngày 25 tháng 12, lãnh đạo huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã khẩn trương chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 16. Trong đó, công tác di dời gần 6.000 người dân tới nơi cư trú an toàn được ưu tiên hàng đầu. Đến thời điểm hiện tại, 2.600 tàu cá của người dân Phú Quốc và khoảng 300 tàu cá ngoài tỉnh đã được kêu gọi vào nơi tránh trú bão tại các địa điểm sông Dương Đông, cảng Vịnh Đầm, rạch Cầu Sấu an toàn. Về tình hình du khách, hiện còn khoảng hơn 4.000 du khách trong và ngoài nước đăng ký lưu trú trên đảo Phú Quốc. Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu các khách sạn, resort không được tăng giá dịch vụ, nếu có thể thì nên giảm giá để hỗ trợ du khách. Các hoạt động vui chơi giải trí ven bờ và ngoài biển đều được yêu cầu tạm ngưng tới hết ngày 27 tháng 12.